ngồi ở cái vị trí đấy rồi thì làm gì cái sợ gió nó còn phải tắt. Ai tắt đây? Còn cái ốc này nữa này. Cái cấu ra cam cam đấy dùng để làm gì ạ? Bởi vì nếu mà xích cam bị trùng ấy ạ thì cái này nó có thể bị tuột, tức là khi đấy là nếu mà nó bị tuột thì làm dẫn đến tình trạng gì ạ? Nếu như cái xích này nó mà trơn ở trên cái nhông này thì dẫn đến tình trạng gì ạ? Ai chẳng biết là cái xích bọn này không tuột xích được đâu, không tuột xích được đâu. Một cạnh đâu mày chuyển ra ngoài đi, mày chuyển ra ngoài đi. Nhưng mà không bạn được thật phải bốn cạnh đâu, cái bốn cạnh à chưa thấy đội nào nó nát như đội này. Nếu mà nó trượt, xích mà nó trượt ở trên cái nhông này thì nó sẽ phối khí bị sai đấy ạ. Bởi vì bắt đầu chúng ta mới làm một cái trò đó là thì cứ giảng đi, em không làm gì đâu. Bắt đầu chúng ta làm một cái trò đó là khi mà chữ T nó hiện ở qua cái lỗ này ạ. Đây có cái lỗ này. Thì chúng ta phải nhìn thấy cái dấu này nó trùng ở cái vị trí này đấy ạ. Đó. Để nó phối khí đúng ạ. Để phối khí đúng. Dấu tròn đúng. Cái gì? Cái dấu tròn tròn này. Đúng rồi. Bây giờ mày hỏi là dấu tròn á, tức là mày làm tao sai thôi đúng không? Đấy gọi là kỹ thuật sơn cam đấy, tức là phối khí đúng đấy. Đặt cho phối khí đúng. Bởi vì nếu mà phối khí không đúng nhá, khi mà tôi đang ở cái điểm gần điểm phía trên mà ở kỳ nén thì lúc đấy là tôi sẽ được đánh lửa đúng không ạ? Vâng, tôi chỉ đánh lửa. Mà lúc nó mở hố nó xung phong rồi thì đánh lửa thì quái vậy đúng không? Vâng. Thế cho nên nếu mà căng cao không chuẩn thì phối khí sai là to hết. Thế cho nên là cái cơ cấu căng cao nó có giá trị là như thế đấy. Hiểu chưa? Tao cũng dùng cái hai mũi nhưng cái này là bé nhỏ đáng yêu hơn. Ôi nóng thật đấy. Thế hả, mày ra bật điện quá đấy đi Phượng. Tao không thể nóng. Cái trục cam thì đây ạ, cái nhông cam đối với trục cam này, cái trục cam xoay thì làm cho các bấu cam xoay và nó tất nhiên là nó tì lên. Cái gì đây? Hai cái này là tiền bật tiền. Vâng, có mổ. Đầu có mổ và đuôi có mổ. Nên nó đội lên cái đuôi có mổ thì làm cái đầu có mổ nó giã xuống cái gì ạ? Cái đuôi xúc áp. Vâng. Và khi giã xuống đuôi xúc áp thì làm gì ạ? Làm xúc áp mở cái cửa nạp hoặc xả mà nó phải chay ra. Thế thôi, cái này dùng để làm gì? Đây. Đây là cơ cấu chống quay ngược. Vâng, cho nên là nhìn vào đầu của động cơ thì trục kiểu quay theo chiều này. Thận kia đầu ngược. Ngược kia là ngược. Ngược, đúng rồi, ngược. Nhìn vào đầu trục kiểu thì động cơ quay theo chiều nào? Đầu trục kiểu. Đầu động cơ thì đầu trục kiểu ngược. Là từ cái chỗ để nắp bánh bà ấy. Thì trục kiểu quay theo chiều nào? Chiều gì? Chiều thuận á. Cùng chiều kim đồng hồ. Có đúng chưa? Đúng chưa? Đúng rồi. Cùng chiều. Cùng chiều hay cùng chiều? Cùng chiều. Đây là đâu là đâu đầu là trục kiểu, đâu là trục kiểu. Vừa nãy là tao quay, tao đặt phải quay như thế chiều này. Đây là đầu trục kiểu, đuôi trục kiểu. Đuôi trục kiểu thì sẽ lắp cái bánh đà ở cái phần chuyển lực. Thế nên là đây là cùng chiều đồng hồ, anh có trục kiểu đồng hồ. Đây là đầu thì đây là cùng chiều đồng hồ, anh có trục kiểu. Ngược ạ. Ừ, nhớ nhé. Rồi đây, tiếp theo chúng mày không lắp cái bánh này đúng không? Nó có cái bánh trung gian và nó có cái ốc này ở đây. Bánh trung gian để hai cái xích nó không cọ vào nhau. Nếu như nó trùng quá không cọ vào nhau. Thấy chưa? Đó. Bạn Huyền. Tôi đỡ bảo phải vít rồi. Hỏi có vâng, cái hỏi cái bánh ở đây không thì được. Đấy nhá, cho nên hôm nay tao đã làm lại lần thứ hai rồi nhá. Lần sau kiểm tra mà làm sai thì đừng có trách nhé. Hai không phải là chứ sao không? Tao cũng người này hỏi một câu.
Chả không được trả. Thế còn cái này để làm gì? Cam. Đây là cái dâu của cái gì ạ? Sao lại trục của nó ở đây? Nó dẫn động cho cái gì đây? Nhìn quá. Dẫn động cho bơm dầu, bánh răng cướp trong. Đấy, nhìn này, nó quay này, trục này quay theo này. Đó. Thế cái bồn này nó chúng ta đây, nó dẫn động cho cái thằng này đấy. Thế còn bộ này, nhìn đây. Cái này nó chính là ba cái vòng đi của cái cơ cấu thuộc cái cơ cấu cam đĩa. Ban đầu ba cái vòng đi nó như thế này. Đó. Thế bây giờ nếu như tôi sang số thì tôi phải lắc đi thế này ạ. Tôi lắc cái này đi. Cứ đang lắp ngu lại lắp sai cái quy trình này rồi. Tôi kéo cái này đi ạ. Khi tôi kéo cây đĩa này đi, mà trong khi thằng này nó vẫn giữ nguyên thì chúng ta thấy là nó trồi lên đúng không? Vậy tức là tăng khoảng cách. Tức là khi đó nó tạo ra một cái lực để ép xuống cái mặt bích này. Khi ép xuống mặt bích này thì nó làm cái đĩa bên dưới này là cái đĩa giới hạn này nó tụt xuống. Vâng. Nó tụt xuống nó khỏi cái đĩa ép là cái đĩa trên này. Và khi đến là khoảng cách giữa các đĩa ma sát và đĩa theo trường này nó tách ra. Và đó chính là quá trình ly nhé. Nhưng mà không bao giờ được tháo cái này ra nha. Đứa nào mà nắp tháo lắp mà tháo cái này ra khỏi phải chấm điểm luôn, biết chưa? Nhưng khi nào người ta chỉnh cái này, khi mà chúng ta không cắt được côn đấy, chúng ta sang số nó cứ bị kẹt đấy, thì chúng ta sẽ chỉnh cái này bằng cách là vặn nó sâu vào để nó ép nó sát vào cái này. Khi chúng ta lắc cái này đi thì nó đủ cái lực, tức là đủ cái khoảng cách làm thằng này ép nó bị giãn xuống. Nào cần nhẹ nhàng thôi, đa số phải có lực. Đấy chưa? Nó là sắt mà. Mày thấy có thằng có mấy thằng chỉ có mấy thằng đi xin chẳng hạn như xin phép là vợ đi uống rượu này, gặp bạn gái cũ này thì nó mới nhẹ nhàng rồi. Đa số bao giờ nó nhẹ nhàng không? Thế cho nên là thằng nào mà lúc nào chồng của nó nhẹ nhàng là thằng ấy lúc ấy nó rất nguy hiểm đó. Đó, ở đây có hai bộ côn. Cho nên là gọi là côn hai hộp đấy, cho nên hôm sau chúng ta sẽ làm bộ côn một hộp. Ở đây có côn này là côn ly tâm lắp ở cái phần trục tiểu này. Và trong côn ly tâm này nó có một cái thứ nó tên là đây. Nó gọi là bộ khóa một chiều đấy. Thế cho nên là như này. Vâng, chỉ quay được một chiều. Giữ tao cái này. Nó có một chiều mà quay nó không ảnh hưởng, còn chiều còn lại thì nó lôi cả theo. Và cái chiều lôi cả theo đó là khi đến nó bị sốc ngược moment từ bên dưới bánh lên trên cái bộ này. Đó là chúng ta phanh, lúc chúng ta phanh số đấy, chúng ta đi số 4 nhá. Nếu mà đi số 4 mà chúng ta muốn phanh cả phanh trước hay sau thì mất khoảng 3 mét thì dừng lại được, 3-4 mét. Nhưng mà nếu mà gặp con gà đằng trước cách có khoảng nửa mét thôi thì phải xây phanh số mới kịp. Thì chạm vào nó chết thì chúng ta được ăn cháo, còn nếu không thì là chúng ta trượt và chúng ta vỡ mặt, là về sưng mồm nó không ăn cháo được, đúng không? Sấp mặt thần trượt. Đó. Thế còn bên này chúng ta có, đây là bộ côn lá, bởi vì trong này nó có cái này. Nó có các cái lá ma sát này, 1, 2, 3, 4, nó gọi là bộ răng bố. Một Sài Gòn nó gọi là thế. Vì chữ bố trong tiếng Hán mới là bao bọc rồi. Thế còn các cái lá đây là các lá thép trơn, 1, 2, 3 lá. Vậy là 4 lá bố với cả 3 lá thép trơn. Vâng. Đó chính là cái kia, mày đưa tao cái lá thép trơn. Đây, là lá thép trơn. Ở đây có lá bố đó không? Lá thép thôi, lá bố đúng không? Thế thì đây là thép đây ạ, nó cùng với danh với cái thằng này là cái đĩa này là cái đĩa. À đĩa này mới là đĩa ép, đĩa này mới là đĩa giới hạn ạ. Đĩa ép. Và khi đấy nó lắp với cái gì? Đấy có cái đĩa giới hạn được không? Hôm trước ta có mang sang đây các bạn nhỉ?